Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên. Cánh gà tẩm bột chiên thì đây là cánh gà. Mình sẽ lấy toàn bộ cánh giữa. Đây. Cánh gà mình đã thía ra. Thía cái cánh gà như này cho nó nhanh chín. Và đây là cái bột chiên. Chỉ cần tẩm bột chiên này thôi thì bột chiên này đã có sẵn gia vị rồi. Mình chỉ cần tẩm bột chiên này vào mình chiên thôi. Chúng ta trộn đều bột chiên lên cho cánh gà nó ngấm đều với bột chiên. Bột chiên thì chúng ta cho lượng vừa đủ, nếu không thì cái bột này cho nhiều quá sẽ bị mặn. Rồi chúng ta chờ cho dầu nóng rồi chúng ta sẽ chiên gà nhé.
gà đá vàng rồi các bạn ạ. Để một mặt. Ừ. Sao để đá ăn chưa? Chưa được. Sau một thời gian chờ đợi thì cánh gà của chúng ta đã chín vàng giòn như thế này rồi. Bây giờ chúng ta vớt ra đĩa. Món này các bạn chấm với tương ớt và uống coca thì thật là tuyệt, quá ngon luôn. Đây, chúng ta đã có món cánh gà chiên với bột chiên giòn Aziquick, có nêm gia vị sẵn rồi các bạn nhé.